kênh hành trình sẽ chia xin kính chào quý anh chị hôm nay trong chuyên mục sử ký tư mã thiên chúng tôi hân hạnh giới thiệu phần 13 với nội dung truyện lão tử và trang tử thứ nhất truyện lão tử lão tử người làng khúc nhàn hưng lệ huyện khổ nước sở họ lý tên nhĩ tên tự là bá dương tên thụy là đam Ông làm quan sử giữ nhà chứa sách của nhà Chu, khổng tử đến chu muốn hỏi lão tử về lễ lão tử nói những người ông nói đều tan xương nát thịt cả rồi chỉ còn lời nói của họ thôi chú thích khổng tử chủ trương theo lễ nghi của các vua đời trước lão tử bác lại ý kiến đó hết chú thích vả lại người quân tử gặp thời thì xe ngựa nghênh ngang không gặp thời thì như cỏ bồng xoay chuyển tôi nghe nói người buôn giỏi thì biết dấu của báu khiến người ta thấy dường như không có hàng, người quân tử có đức tốt thì diện mạo dường như ngu si chú thích, hai câu này đều trong đạo đức kinh hết chú thích. Ông nên bỏ cái khí kiêu ngạo cùng cái lòng ham muốn nhiều, cái vẻ ham hở cùng cái chí tham lam đi, những cái ấy đều không có ích gì cho ông, tôi chỉ bảo ông có thế thôi." Khổng tử ra đi bảo học trò: "Con chim ta biết nó biết bay, con cá ta biết nó biết lội, con thú, ta biết nó biết chạy. Đối với loài chạy thì ta có thể dùng lưới để săn, đối với loài lội thì ta có thể dùng câu để bắt, đối với loài bay thì ta có thể dùng tên bắn, đến như con rồng cưỡi mây cưỡi gió lên trời, ta không sao biết được. Hôm nay gặp lão tử, ông ta có lẽ là con rồng chăng? Lão tử trau dồi đạo đức, học thuyết của ông cốt ở chỗ giấu mình, kín tiếng. Ông ở nhà chu đã lâu, thấy nhà chu suy bèn bỏ đi đến cửa quan quan coi cửa là doãn hỷ nói ông sắp đi ẩn rồi hãy gắn vì ta mà làm sách rồi lão tử bèn làm sách gồm hai thiên thượng hà nói về ý nghĩa của đạo và đức hơn năm nghìn chữ đoạn ra đi không ai biết chết như thế nào có người nói lão lai tử cũng là người nước sở làm mười lăm thiên sách nói về công dụng của đạo gia Ông ta cũng sống một thời với khổng tử Đại khái lão tử sống hơn 160 tuổi Có người nói ông hơn 200 tuổi Vì ông tu đạo để kéo dài tuổi thọ Sau khi khổng tử mất 129 năm Sử ký chép thái tử nhà chu tên là Đàm Ý kiến Tần Hiến Công có nói Lúc trước Tần hợp với chu Rồi lại tách Tách trăm năm rồi lại hợp Hợp 70 năm rồi đấng bá vương sẽ xuất hiện có người bảo đam tức là lão tử có người bảo là không phải đời không biết là ai nói phải ai nói không phải chú thích tác giả đưa ra cả ba thuyết về lão tử lý nhĩ lão lai tử đam không khẳng định thuyết nào ông thường thận trọng như vậy khi gặp những việc nghi ngờ tỏ rõ có óc nghiêm túc của sử gia lão tử là người quân tử đi ở ẩn con của lão tử tên là tông làm tướng nước ngụy được phong ở đất đoạn can con của tông là chú con của chú là cung chúc của cung là hà hà làm quan thời hán văn đế con của hà là giải làm thái phó của giao tây vương tên là ngang nhân đế cư trú ở tề người đời theo thuyết của lão tử thì bài bác nho học theo nho học lại bài bác thuyết của lão tử phải chăng câu đạo khác nhau không giúp cho nhau là nghĩa như vậy lý nhĩ chủ trương vô vi mà dân tự cảm hóa thanh tĩnh mà dân tự quay về đường phải chủ trương của lão tử là thanh tĩnh giữ tâm hồn được trong lặng vô vi không bị những ham muốn lôi cuốn. Thứ hai, truyện Trang Tử Trang Tử, người huyện Mông tên là Chu. Chu có lần làm lại ở thành tất viên thuộc huyện Mông, đồng thời với Lương Huệ Vương và Tề Tuyên Vương tức là đồng thời với Mạnh Tử. Nhưng có điều rất lạ là hai người này trong tác phẩm không hề nhắc đến nhau một lời. Học thuyết của ông không có việc gì là không xét đến, nhưng gốc là theo thuyết của lão tử. Ông làm sách có hơn 10 vạn chữ, đại để đều theo lối ngụ ngôn. Ông làm những thiên ngư phủ, đạo chích, khư kiếp, để chê cười khổng tử và làm sáng tỏ học thuyết của lão tử. Những thiên ổi hỷ hư, canh tàn tử đều là lời bịa đặt, chẳng có việc thực, nhưng ông khéo ghép các đoạn sách, tách ra từng lời để nêu sự việc, xét rành mạch sự tình, nhằm công kích đạo nho, đạo mặt, dù có những bậc túc học cũng không tài nào biện bạch được. Lời của ông mông lung, phóng túng, để thỏa ý mình, cho nên từ bậc vương công, đại nhân trở xuống đều không ai biết quý trọng tài năng của ông. Uy vương nước sở nghe Trang Chu là người hiền, sai sứ mang hậu lễ đón ông để cho ông làm tể tướng. Trang Chu cười bảo sứ giả nước sở, Nghìn vàng là lợi to, khanh tướng là ngôi quý đấy. Nhưng ông không thấy con bò lúc tế giao hay sao? Nó được ăn mấy năm, được mặc đồ vóc theo để đưa vào nhà thái miếu. Lúc bấy giờ, muốn làm con lợn nhỏ có được không? Ông đi ngay cho, đừng làm bẩn đến ta. Ta chỉ chơi đùa trong nơi ngòi vũng để tự vui, không để cho kẻ có nước trói buộc, trọn đời không ra làm quan để thỏa chí ta. Hết phần 13 hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần tiếp theo với nội dung thân bất hại hàng phi liệt truyện thân ái chào tạm biệt